Dạ, vợ chồng em vẫn ở nhờ nhà ông bà ngoại. Thế à? Sao không kiếm mảnh đất làm cái nhà riêng mà ở? Chứ chó chui gầm trán nhục lắm. Bọn em cũng muốn lắm, nhưng biết lấy tiền đâu ra mà mua. Thôi được rồi, chỗ anh em với nhau. Hơn nữa mày cũng đã giúp anh rất nhiều việc. Anh sẽ bảo với chị tặng cho chú một miếng đất để làm nhà mà ở Dạ, nhé. như thế sao được anh? Tiền nong không phải lo, anh cho. Nghĩ ngợi gì, đất của anh chị bạc ngàn, chú biết rồi đấy. Mà ở cơ quan anh quý nhất chú, không lo cho chú thì lo cho ai? Thôi được rồi, ngày mai anh quyết định cắt cho chú 50 mét mặt tiền nhá. Không phải nghĩ tiền nong gì cả, anh cho. Còn tiền xây nhà nếu thiếu nhá, cứ nói với anh cho vay, khi nào có thì trả. Như vậy, vợ chồng em biết cảm ơn anh kiểu gì? Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa. Vào đi. Anh à, tìm ra số máy của thầy anh ạ. Tìm ra bằng cách nào? Đây, anh xem này. Thì đúng quy luật vào buổi chiều và giờ đó thì hai thằng đưa nhau đến nhà thầy Xuân. Mà trước đó thì chúng gọi điện cho nhau. Hiểu nôm na là như thế này. Thằng này sẽ đến khách sạn của thằng Toán để gọi điện cho thằng Toán xuống xe vào cái buổi chiều mà thằng Toán bị giết cũng vậy. Hợp lý. Giờ nó đang ở đâu? Đây Ừ, tốt lắm. Làm giấy triệu tập ngay. Sáng mai lên đường. Dạ. Vậy anh làm nhé. Ừ. Em về phòng đã. Anh nói mày bao nhiêu lần rồi? Đợt này lại thô tha đúng không? Nó đã gặp sếp để phản ánh rồi đấy. Cố mà giả bớt cho nó một chút đi. Chứ không nhá, nó làm một cái đơn chuyển về công an tỉnh thì chú mất nghề. Sếp giận lắm. Anh phải xin mãi cho chú đấy. Bí phết. Đào đếch đâu ra mấy lít bây giờ? Thì giật tạm chỗ nào đấy. Hết cửa rồi. Hay là về bảo ông bà già. Em mà nói ông già Tăng Sông mất. Đợt trước vừa bán mảnh vườn để trả nợ cho em này. Kể cũng khó nhỉ. Thế bây giờ mày tính sao? Em chưa có cách gì. Anh có cách cứu mày đấy.